ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo. Tiết mục này cũng nói về những người đàn ông có cái tâm cũng phải có thép ở trong mới dám làm nè. Bởi vì á, có một người huấn luyện viên rất là đẹp trai, ảnh có nói với lại Ốc rằng á, là trốn vợ đi nhậu là một nghệ thuật. Và những người đàn ông nào có thể thuần thục cái chuyện này thì đó cũng chính là những người nghệ sĩ chân chính. Thì chắc là cái người huấn luyện viên này ảnh cũng rành trong cái vụ này, cho nên là ảnh mới quyết định là ảnh dàn dựng cái tiết mục văn câu, một cái tiết mục nói về một cái người đàn ông trốn vợ đi nhậu thì anh ta sẽ phải đối phó những gì với vợ của mình. Và tiết mục này sẽ được trình diễn bởi hai thành viên của đội anh Kim Tử Long, đó chính là Thạch Tiên và Bảo Ngọc. Đối với làng Bảo Ngọc thì là một diễn viên nhỏ tuổi với một cái ngoại hình mũm miễn dễ thương, khuôn mặt rất khả ái, cộng với lại một cái làn hơi rất là khỏe. Kim Tử Long nghĩ rằng bài hát văn câu rất phù hợp với Lại Ngọc. Đối với Thạch Tiên, một cái giọng hát từ xưa tới giờ là chỉ hát bài ca lẻ, những cái bài trữ tình, từ đó thì chưa bao giờ làm những cái nhân vật như thế. Thì bây giờ đây cũng là một thử thách cho Tiên. Xin chào mấy chú tặng lái, khi nhâm chmô Thạch Tiên. Kính thưa tất cả quý vị, mình tên là Thạch Tiên, đến từ Sóc Trăng. Thạch Tiên cùng với Bảo Ngọc sẽ song ca một trong những bài tân cổ vô duyên, đó là bài văn câu. Chắc có lẽ là từ trước tới giờ thì hai đứa em hát đơn rất nhiều, thì bây giờ Thạch Tiên cảm giác thấy hát hài thì không biết như thế nào, nhưng sẽ cố gắng hết mình thôi. Em và anh Tiên sẽ cố gắng hết sức hát với nhau, hòa quyện với nhau. Khi mà vô bài văn câu á thì em thấy anh Tiên hát rất là hay, giọng lên cao rất là ấm, cảm thấy sợ sợ khi gặp đối thủ. Ba mày đổ má mày chạy té lộn thông trời, trời đất ơn, trời ơn. Anh hai ơi, anh hai ơi, anh hai, anh hai ơi, đi nhậu lén mà la vậy, vợ tao đâu biết một cái là khỏi đi luôn. Trời đất ơi, cha nội ơi, cha hẹn anh Kim Tử Long ra ngoài mà đê nhậu mà để anh chờ là chết nghe cha. Tao biết đâu, tao có nửa lít luôn. Tao hôm trước ra ngoài gặp ảnh, nói với ảnh chờ tao một chút. Rồi chừng nào cha ra cha nội? Chút xíu tao ra tới liền, tao lén vợ đi mà. Ra liền nha, tôi nói trước nha, ra chậm trễ hết mồi đừng trách à. Trời ơi, gặp trời nhiều chuyện quá, đi giùm tao một cái đi. Đi nghe. Đi đi. Em đi nghe này ơi. Tao lại với mày. Cái thằng. Ông xã. Anh định đi đâu mà cà lóc cà lóc? Anh đi. Anh đi đâu? Anh đi. Nói nào? Anh đi đi. Anh đi đâu? Bà xã. Anh nghe em hỏi nè. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói rằng anh đi văn câu. Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào anh trong cái ào ào trong ào ào. Trong xuồng anh đi văn câu, cái thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu, anh cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió giạt giạt. Ông xã ơi, đêm đã khuya mà anh định đi đâu, sao anh không nói? Anh thấy không mạnh trăng non đã lên cao dài dài, chứ giờ đây đã qua.
không thấy đầu nghề của anh trước cửa ngoài đào sao? Đâu? Đêm nay anh định trổ tài ra sông lớn dân câu. Anh dân câu? Ừ, thì dân câu. Mà anh dân câu chỗ nào? Anh dân ngoài ở bờ kinh á. Ý lộn, dân ở ngoài sông lớn. À, chứ không phải anh định đi chơi mấy cô nào. Anh đi dân câu hay dân một bắt. Đời nay thánh thần thiên địa ơi, có ai mà đi bắt cá mà dân nguồn bao giờ trời. Bà xã nói không có im lỗ tai chút xíu nào vậy? Không im cái lỗ tai hả? Vậy chứ người ta đi dân câu ban ngày, còn anh dân câu ban đêm làm sao? Tôi em ơi, vợ chồng mình đã sống với nhau 6-7 năm rồi chứ bồ, vậy mà mở miệng ra anh hoài. Chớ ngậm miệng làm thinh thì luôn bị thiệt thòi cái gì? Lâu rồi em không có xuống chợ á, bà con dạo này á ai cũng chuộng cá ba sa hết trơn hết trọi á. Phải không đó? Em cũng vừa biết á, cá ba sa vừa béo vừa thơm vừa ngon, miệng lại vừa bồ. Cho nên chịu khó dặn câu bằng ca, chớ ai đi dặn mùng mà ngủ cạnh bờ sông. Vậy là em nói quan cho anh đó phải không? Em hỏi anh dân câu đã sao? Có gì đâu mà lạ em. Anh thả mùi anh đem câu dặn. Anh đem câu dặn con cá nào ăn? Con cá hâm mồi là con cá rồi đời, cá rồi đời. Em không có tin đâu. Em hỏi anh dân câu vui không? Vui hả? Lắm bà xã ơi. Anh nói rằng anh vui sao không? Anh vui sao không? Như cá về sông, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Ôi da, đau bà xã. Ý lộn đau anh. Em ơi, trong khi mái nhà tranh vợ anh đang say sưa giấc ngủ thì trong lớp dưới sương khuya của cuối đêm thu lạnh buốt, anh ngồi nhìn nước tràn giang lặng lẽ xuôi dòng. Đôi mà khấp khởn trong lòng, dân câu xong anh ngồi phì phà khói thuốc, chỉ còn đợi giờ chờ gỡ cá bỏ lên ghe. Để rồi sáng mai em bưng ra chợ bán là xong, em sẽ chừa vài con cá để vợ chồng mình lai rai một bữa. Trời ơi anh lo lắng quá là chu đáo, vậy mà anh dặn câu em lại nói dặn mùng. Trời thành gió mặt cá cắn con giấy đôi gọi nhau. Nửa đêm dặn câu anh ngước lên có buồn gì sao? Đèn thưa không đủ che nắng mưa giăng mơ gì đâu. Xuồng bè tí theo sông gió lên phải quay về mà. Bà xã ơi, anh hứa với bà xã, khi mặt trời vừa nhô lên ngọn trúc thì anh sẽ trở về cho bà xã an tâm. Dạ, ông xã hứa thì phải giữ lời, đừng để cho em phải ngóng đợi trong chờ. Thôi, má sắp nhỏ, vô trong nghỉ cho nó khỏe hen. Nhất định trưa mai sẽ có bữa cơm đặc biệt. Dạ, bữa cơm đặng nghĩa đặng tình. Ngồi nhau cá ba sa. Ông xã hứa rồi đó nha. Anh hứa. Trời ơi, thí sinh thi mà tôi ngồi ở đâu mà tim tôi đập giống như là
Không, lúc mà tôi mới thi mà giấy tàn ngũ trang thì cha ơi. Đâu phải mình anh đâu, em với Quyền nhìn nhau, hai đứa. Hai đứa cũng phụ nhịp dùm anh đó anh à. Đâu có phải đâu, tụi em rất là lương tâm anh à. Thí sinh của anh thì cũng như thí sinh của em vậy. Hai đứa cũng nhịp, hết trời nhịp luôn. Hai cô góp ý giùm đi. À, Thạch Tiên, anh Kim Tử Long đã lột xác Thạch Tiên, có thể nói là rất là duyên dáng trong cái vai mà ông chồng trốn vợ đi nhậu. Rất là duyên dáng. Nhưng mà rất tiếc là Thạch Tiên làm cho anh Kim Tử Long, chị Thoại Mỹ với Ngọc Huyền là thổn thức tim trở lại, là nhịp muốn chết luôn. Rất là tiếc. Còn Bảo Ngọc thì có lẽ là bạn bị áp lực. Chị Huyền nhớ là lúc mà em thi đó, giọng ca em cao vút không có bị rè như vậy. Không biết là bị áp lực hoặc là bị có lẽ là thay đổi thời tiết nóng quá rồi mưa em bị bệnh phải không? Hèn nào. Nhưng mà em vẫn làm tròn trịa cái nhân vật rất là dễ thương của một bà vợ ghen chồng, nhưng một cái nét đẹp rất là người phụ nữ Việt Nam trong này mà chị Huyền muốn nói. Tin tưởng, vị tha và chấp nhận. Thì các bạn nếu vào vòng trong nữa thì cũng nhớ đừng có bị áp lực để trao chuốt cái giọng ca mình đẹp hơn. Xin mời chị Thoại Mỹ ạ. Những gì mà chị Mỹ muốn nói thì chị Quyền nói gần như là cũng đã hết rồi đó. Phải nói là em rất là bất ngờ đó Long. Anh vô bàn tay phù phép của anh đã biến Thạch Tiên thành một hình tượng khác rồi, lột xác Thạch Tiên rồi. Mà bữa nay Thoại Mỹ rất là bất ngờ nghe. Không ngờ là Thạch Tiên diễn mà duyên dáng như vậy. Riêng Bảo Ngọc thì tới bây giờ như em đứng cũng còn căng phải không? Cái mặt nó căng thẳng như thương quá rồi. Đừng căng nữa, thoải mái ra một chút. Nếu mình còn tiếp tục đi vô vòng sau nữa đó thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt hơn hai em ha. Chị Mỹ chúc mừng hai em. Ở đây trước tiên là anh nói về Thạch Tiên. Quý vị có biết Thạch Tiên là người Khmer? Một người Khmer mà ca giọng cổ như thế thì đối với Tương Long là quá hay rồi, quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà một cái lời khen ngợi cho Thạch Tiên là trong suốt cái thời gian mà Thạch Tiên tập với lại anh á, là coi như là 10 lần là Thạch Tiên vừa trễ nhịp, vừa ca quên lời, coi như là hết 9 lần này. Mà lần này không biết tại sao, chắc là ông tổ ông cũng phù hộ cho em, để mà khi em bước ra sân khấu là lời lẽ với lại duyên dáng của em coi như là nó tròn trịa. Còn Ngọc, ngày hôm nay anh lại, anh tưởng đâu là ngày hôm nay á Thạch Tiên sẽ là không làm tròn cái bài hát này. Vì anh rất là tin tưởng ở em trong cái bài thi này. Nhưng chắc có lẽ là vì sức khỏe của em, hai em dù có đi tiếp hoặc không đi tiếp đi chăng nữa thì đây là một cái hành trang để cho Tiên, có thể là Tiên sẽ vững niềm tin hơn khi đứng trên sân khấu, Ngọc cũng sẽ vững niềm tin hơn và bước tiếp con đường nghệ thuật, con đường ca hát mà mình đã chọn. Hãy yên tâm, mình cũng đã hoàn thành rồi, và nếu đi tiếp thì hứa là phải làm thiệt là tốt nha. Rồi, cảm ơn các bạn.